Xin chào mọi người. Bảo Anh á, thường thì sẽ có những cái địa điểm quen thuộc để mà đến, thì Bảo Anh hay đi chăm sóc da hoặc là vào những cái khoảng thời gian định kỳ thì sẽ đi chăm sóc về nha khoa cho mình. Thì lần này Bảo Anh đến với lại JW thì Bảo Anh muốn nhờ các nha sĩ ở đây là can thiệp để giúp cho Bảo Anh là bỏ đi cái răng khểnh của mình. Bảo Anh, cô MC đã khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Ngoài khả năng hoạt ngôn trong lối dẫn, cô còn thu hút khán giả bởi gương mặt vi lai xinh xắn. Tuy nhiên, cô gặp phải một khiếm khuyết nhỏ là chiếc răng khểnh mọc không đúng chỗ. Theo Bảo Anh, răng khểnh thường tạo cho nụ cười thêm duyên. Nhưng với trường hợp của cô thì ngược lại, răng khểnh của Bảo Anh mọc lệch về một bên, tạo nên những góc chết, khiến cho việc tạo dáng ghi hình bị hạn chế. Khi mà Bảo Anh quay hình đó, thì thường Bảo Anh hay lấy cái góc mặt bên này, thì nó sẽ hạn chế thấy răng khểnh, thì cái lên hình nó sẽ đẹp hơn và nó mang tính thẩm mỹ cao hơn. Nhưng mà khi mà Bảo Anh quay qua góc mặt bên này á, thì cái răng khểnh này nó lại không đẹp, cho nên khiến cho bản thân Bảo Anh cảm thấy không tự tin. Là Bảo Anh rất là yên tâm lựa chọn cái phương pháp đó là làm răng sứ cho cái phần răng khểnh của mình và giữ lại được hết tất cả những cái răng tự nhiên, chỉ cái phần răng khểnh thì mình chỉnh lý bằng cách là mình thay răng sứ thôi, cho nên vừa có thể đẹp nè mà vừa có thể an toàn và vừa có thể là giúp cho Bảo Anh cái việc là ăn hay là uống gì nó cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cũng giống như những khách hàng khác, Bảo Anh được trồng răng sứ theo một quy trình chuyên nghiệp của nha khoa JW. Đầu tiên là tư vấn đo màu răng theo ý muốn của khách hàng. Tiến hành mài răng cần bọc răng sứ. Với trường hợp răng đều và tốt của Bảo Anh thì bác sĩ chỉ cần mài một chiếc răng khểnh và một chiếc liền kề bên trong. Sau khi mài răng sẽ tiến hành lấy dấu răng để làm răng tạm và thiết kế mảo sứ nguyên khối zirconia. Lấy tủy răng và trám răng trước khi bọc. Tiến hành gắn răng sứ. Đây là công đoạn cần sự tỉ mỉ và khéo léo của bác sĩ, vì nếu gắn không chính xác sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và độ bền của răng sau này. Cuối cùng là kiểm tra khớp cắn để chức năng ăn nhai đảm bảo như răng thật. Như vậy, chỉ mất 24 giờ, cô MC đã có một hàm răng chắc khỏe, một nụ cười duyên dáng, thách thức mọi góc nhìn. Hãy cùng nghe cô bạn chia sẻ sự hài lòng sau khi làm dịch vụ. Ngày hôm nay thì Bảo Anh cũng đã hoàn tất cho một quá trình là thay thế răng khểnh và tạo hình răng mới bằng răng toàn sứ. Răng của mình rất là tự nhiên, và nếu như một người nào đó mới gặp Bảo Anh mà không biết là Bảo Anh có răng khểnh thì chắc chắn không ai biết là Bảo Anh đã làm răng sứ hết. Bởi vì nó rất là đẹp về màu sắc nè, về hình dáng, về cái khuôn răng so với lại cái phần cả cái phần khuôn răng của mình nữa, nó rất là phù hợp. Và lúc làm thì cũng không có cảm giác là đau đớn, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Bảo Anh rất là cảm ơn bác sĩ rất là chuyên nghiệp và rất là giỏi của bệnh viện thẩm mỹ JW.